Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của em hay đừng quên để lại cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Hôm nay ngày 17 tháng 5 và clip hôm nay em lên vào lúc 5 giờ chiều anh em. Ví dụ mà hôm nào em làm xong clip sớm thì em sẽ lên vào lúc 5 giờ. Còn hôm nào mà em làm clip muộn không kịp xong thì em sẽ lên vào 6 giờ anh em nhé. Ở đó em cũng muốn thông báo như vậy cho anh em dễ dàng theo dõi anh em. Hôm nay thì em lên được tổng 7 con chim cho anh em tham khảo lựa chọn. Ví dụ như con chim trước màn hình anh em đang xem này, một con chim siêu chóe đây nha. Giá cao có, giá thấp có cả những con chim giá 400-600 anh em nhé. Anh em theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em con chim trước màn hình anh em đang xem này, một con chim phải gọi là siêu chóe anh em ạ. Và thông tin của con chim này thì là một con chim má lứ vụ vừa rồi lên anh em nhé, chim em mua lại của anh em. Đó, một con chim siêu chóe, hình bộ tướng tá thì quá là đẹp anh em, màu đá lân anh em nhé. Và con chim này thì là không có tất lối gì. Và con chim thuộc bộ to chứ chưa phải là to hẳn to khủng đâu anh em nhé. Nhìn nó chóe quá là màn nhà này anh em ạ. Chắc anh em thấy nó chơi như này anh em lại nghĩ là con chim phải kích này kích kia thì nó mới chơi nó chóe được như này. Nhưng mà em dám khẳng định với anh em chăm chim không bao giờ kích anh em nhé. Không kích sâu, kích dưới, kích thuốc gì nha. Tại vì kích ở nhà em nó chơi để bán được con chim, mà về nhà anh em nó không chơi thì chết anh em ạ. Đó, em bán con chim mà cho anh em chỉ mong anh em phản hồi tích cực, chứ anh em mà bảo con chim nó không chơi được thực sự rất là buồn. Đó. Như cái con này thì em cũng đã chia sẻ là một con chim má lớn lên. Như anh em chơi thì anh em cũng đã biết là chim má trắng má lớn lên thì rất là ít con nó chơi được dàn anh em. Tỷ lệ vẫn có nhưng mà rất là thấp anh em nhé. Đó, như cái con này thì em cũng chia sẻ thật là em có kẹp chim cứng, nhưng mà kiểu nó chơi là bập bùng anh em, lúc chơi lúc không anh em ạ. Nhưng mà cái con này anh em mà bắt về anh em nuôi nghe hót, anh em ngắm, anh em gột mồi thực sự cũng quá là ok rồi anh em ạ. Đó, con chim này là chỉ cám nước với hoa quả, em dám khẳng định với anh em không có tí mồi tươi nào anh em nhé. Anh em vì chăm cẩn thận, tắm rửa đều tay hơn rồi mồi tươi và nữa ngắm con chim nó đấu chóe kiểu này thông sướng anh em. Đó, và cái con chim này thì em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng bắt con này giá là 2.900.000 anh em nhé. 2.900.000. Nếu mà anh em nào mà bắt con này em sẽ gửi cho anh em kèm cái lồng nó đang ở này luôn anh em. Đó, còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là cái con trước màn hình anh em đang xem này. Cũng là một con chim một vụ lông anh em. Đó, hình bộ tướng tá của con này thì cũng quá là đẹp anh em ạ. Đây là đoạn clip em quay bằng điện thoại anh em nhé. Còn đây là cái đoạn clip em quay bằng máy quay kè đầu con chim cho anh em ngắm tham khảo về bóng bộ tướng tá rồi nết chơi của con chim này nha. Đó, và thông tin của con chim này thì là một con chim một vụ lông anh em. Để mà 5 lồng thì nó phải hơn 1 năm lồng rồi anh em ạ. Tại vì cũng giờ cũng chuẩn bị vào vụ thay lồng thứ hai rồi nha. Và con chim này là một con chim bộ to dài anh em nhé. Tướng tá bóng bộ thì chắc anh em xem trên clip anh em cũng không thể chê được rồi nha. Bộ quá đẹp anh em ạ. Đó, cái phách của con chim cũng rất là hay và con chim rất là giữ chim anh em. Cái này cái đoạn clip em quay bằng điện thoại đấy, ví dụ anh em nào mà xem muốn xem kỹ anh em nhé, anh em xem lại cái đoạn đấy xong anh em bấm dừng anh em xem, anh em có thể thấy là mặt con chim, đường bộ mặt con chim này rất là dữ anh em, có mặt rất là to anh em ạ. Bộ thì bao to dài anh em nhé, bao to dài cũng chưa phải là khủng nhưng mà để mà gọi là to dài thì rất là to dài rồi anh em ạ.
đó. Và cái con chim này thì nó, anh em để ý cái mặt của nó chắc là trước nó bị xước ở chỗ mặt đấy nhỉ, không biết là ở chủ cú làm nó hoảng hay thế nào. Thì em có thấy anh em để ý cái chỗ mặt của nó nhìn nó thiếu thiếu lông hay sao anh em ạ? Đó, và chim là chim mua lại anh em nhé, chim mua lại. Giá phay bộ quá là ok anh em ạ. Và cái con chim này thì nó có một chút lối nho nhỏ, đó là khi nào mà mình ở gần quá, nó hoảng quá thì nó hơi ngước anh em nhé, hơi ngước nhẹ thôi nhỉ. Đó, còn lại đấu đá không vấn đề gì anh em nhé. Em cũng muốn nói rõ ràng cụ thể như vậy cho anh em tham khảo. Và cái giá em chia sẻ con này cho anh em nào mà ưng mà bắt con này, giá là 3.900.000 anh em nhé, 3.900.000. Đó, con này hiện nay đang nhốt ở lồng vuông anh em. Và cái con chim này là một con chim chuẩn bổi rừng anh em nhé, chuẩn bổi rừng, cho nên anh em bắt về anh em chăm anh em rất là yên tâm anh em. Thực sự con chim rất là có tướng chim anh em ạ. Anh em nhìn nó chạy đánh bốn mặt luôn anh em. Đó, anh em nào ưng thì báo với em là con mộc dừ 3.900.000 anh em nhé. Còn giờ em sẽ chuyển qua 4-5 con chim AV này cho anh em tham khảo. Đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em con lồng số 550 này anh em nhé. Và thông tin của con 550 này thì là một con chim tách AV ra, chim bộ trung to dài đòn. Nhưng mà cái con chim này nó có tất lối là kiểu cái chỗ khẻo chân của nó anh em, kiểu cái chỗ gối khớp của nó không biết nó bị sao, nhiều lúc nó nhảy, nó đứng kiểu nó bị giật giật kiểu gì. Tí em quay bằng điện thoại thì anh em sẽ thấy nó cụ thể hơn. Đó, con bóng bộ tường táo, con chim rất là đẹp. Và anh em để ý con chim này thái độ rất là tốt và mở đuôi rất là nhiều anh em nhé, mở đuôi rất là nhiều. Đó, tuy là em quay ngang con chim là đang đứng ngang nhưng mà nó mở đuôi thì anh em để ý kỹ một chút anh em cũng sẽ thấy. Và cái con chim này nó bị lối chân như vậy, em báo giá em chia sẻ con 550 này cho anh em nào mà ưng mà bắt, giá là 400 anh em nhé, giá 400 con lồng số 550 này nha. Đó, cho anh em mà bắt về nuôi nghe hót hột mồi nha. Nếu mà anh em bắt về anh em muốn chăm cẩn thận hơn thì anh em mua khoáng ăn xi, anh em trộn cám rồi anh em thả lực cho con chim nó khỏe lại anh em nhé. Còn đây nha, anh em để ý cái chân bên trái đó, nó đứng nó cứ bị kiểu gì anh em ạ. Khi mà cầu nó để vào nó vẫn bám được nhưng mà nó bị ở chỗ khớp gối anh em ạ. Đó anh em, nó cứ bị giật giật ngang ngang được gì ấy, em cũng chả biết cụ thể nốt anh em ạ. Đó, 550 giá là 400 anh em nhé. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là cái con lồng số 018 này cho anh em tham khảo. Nói lù lẫn quá rồi anh em ạ. 018. Và thông tin của con 018 này thì cũng là một con chim tách AV ra, chim bộ trung và không có tất lúa gì anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy hình bộ tường tá của con chim rất là đẹp và con chim sổ giọng rất là tốt rồi anh em. Màu dày, bộ liền lạc anh em ạ. Con này thì nói không với cục màu rồi anh em nhé. Và cái con 018 này thì em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này, giá là 1 triệu anh em nhé, giá là 1 triệu con lồng số 018 này nha.
nó sổ giọng rất là tốt, rất là mau mò anh em ạ. Đó, còn đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem. À, anh em có thể thấy bộ trung lông mỏng dài đòn, bộ thì rất là liền lạc, bóng bộ rất là đẹp, 018 giá 1 triệu anh em nhé. Đó, tất cả chim thì em lên em cùng báo giá rất là chuẩn cho anh em tham khảo. À, còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 97 này cho anh em tham khảo. Một con chim có cái phách lật rất là dẻo nha. Đó, và thông tin của con 97 này thì là một con chim tách AV ra anh em nhé, chim bộ trung to mỏng lông dài đòn. Đó, và cái con chim này thì nó bị tật lối là nó bị cụt mất vào một đốt ngón dứa chân trước anh em nhé, cụt mất vào một đốt ngón dứa chân trước. Anh em nhìn lật quá là dẻo đúng không anh em. Và cái con 97 này thì em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu anh em nhé, giá là 1 triệu. Đó, còn đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại, anh em để ý cái chân bên trái trước màn hình anh em đang xem đấy anh em, cái ngón dứa nó bị mất vào khoảng tầm một đốt anh em nhé. Anh em có thể thấy hình bộ tướng tá yếm áo màu mú của con chim, bóng bộ rất là cân đối anh em. Đó, 97 giá là 1 triệu. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo là con lồng số 209 này anh em nhé. Lồng số 209 và thông tin của con 209 này thì là một con chim cúng tách Avisa, chim bộ trung to mỏng lông dài đòn anh em. Đó, tướng bộ con chim rất là đẹp anh em ạ, ngực rất là nở. Và con 209 này thì không có tật lối gì, và em cùng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con 209 này giá là 1 triệu anh em nhé. Giá là 1 triệu con lồng số 209 này anh em. Đó, anh em để ý con chim thần thái rất là tốt anh em ạ. Còn đây nha, đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem bóng bộ tương tá của con chim đây nha. Đó, bóng bộ liền lạc, cao cầu, ngực nở, mỏng lông dài đòn, mặt mũi chân cẳng rất là ok nha. À, còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là con cuối cùng là con lồng số 70 này anh em nhé. Và con 70 này thì là một con chim tách Avisa, chim bộ trung to dài đòn, nhưng mà cái con chim này nó có tật lối là nó bị mất một cái móng sâu với cả một ngón biên này anh em ạ. Đó, nhưng mà cái con này rất là mâu mỏ và giọng hót rất là hay, bóng bộ tương tá rất là đẹp. Và em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá 600 anh em nhé. Thực sự anh em bắt con này giá 600, anh em nuôi nghe hót cột mùi, anh em sẽ cảm thấy nó rất là đáng đồng tiền anh em. Đó, thì hôm nay em lên được 7 con chim cho anh em tham khảo lựa chọn. Thông tin em cũng đã lên rất là đầy đủ rồi. Anh em xem mà thấy ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em. Em chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em vào một clip tiếp theo anh em nhé.